Để giúp công nhân người lao động sớm thoát ly những hình thức vay tín dụng đen, sắp tới đây Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai gói vay 20.000 tỷ đồng thông qua các tổ chức công đoàn cơ sở. Dự kiến mỗi công nhân người lao động được vay tối đa 70 triệu đồng, thời hạn 3 tháng đến dưới 3 năm, lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện tại. Bên cạnh đó, người lao động cũng sẽ được nâng phúc lợi thông qua tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, nhà ở. Người lao động sẽ được tiếp cận thủ tục vay đơn giản thông qua hai công ty tài chính của Ngân hàng Nhà nước, để qua đó tránh bị ảnh hưởng tác động tiêu cực của tín dụng đen. Theo đó, công đoàn cơ sở có trách nhiệm tìm hiểu kết nối đầu mối gói vay 20.000 tỷ đồng cho công nhân người lao động từ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ hoặc đứng ra giới thiệu, bảo lãnh cho người lao động khó khăn đột xuất tại các tổ chức tín dụng hợp pháp. Đây là một trong những giải pháp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra nhằm hạn chế những tác động từ nạn tín dụng đen hiện nay.